Dạ. Đây ngồi cho nó mát tay. Mời xin lỗi kia ông làm thêm cái chìa khóa nữa mà. Lần đi ra ngoài kiếm ông mệt chết. Cái là nguyên giấy này là ấm cho mà. Hả? Mấy phần ngoài ấm cho mình chưa bán không? Đâu có đâu. Ông nói nguyên về cái này là không cho chịu bán được này, đi này. Có đưa đâu à? Mỗi lần hắn đi ra ngoài ngồi chi cho nó mát khi mà ông lấy cho mình phạt mệt chết. Ông nói cho mình đem thôi, nó còn hết mà anh có chịu bán này. Cần có chìa khóa đi ra ngoài đi. Em mỗi lần cần đi kiếm ông mệt. Chào hành lê. Hôm nay ngồi ở nhà nực quá chui ra ngoài mà chưa đi ra được nực. Ngồi thư giãn chốt rồi bắt đầu nói chuyện chém gió chơi. Bán buôn cái này sao mà bà Hạnh Lê bán đắt không? Ê, sắp lễ Lộc sắp tới rồi, chuẩn bị là hả, nghỉ lễ Tết đi chơi Tết đi lễ chơi lễ 30 tháng 4. À còn 6 ngày nữa sẽ được nghỉ phả phủ phê luôn. Ngồi suy nghĩ hơi xem có chuyện gì để nói không đây. Sao giờ này không thấy ai lên trên, tôi ngồi mình lên nó buồn quá. Chào anh Bảo Vũ Nghĩa Nguyễn. Chào Quang Đạn. Hôm nay ngồi không. Đang chờ que que càng đồ vô để chút là hả chọc tụi nó chơi. Đàm cho nó vui. Mấy gà chùm sò đâu có phát live trên tường nhà nữa mà chùm sò đi chém gió ở mấy cái từng diễn đàn của mọi người không à. Hoàng Đặng, anh Hoàng Đặng chứ ngồi ở nhà chém mình anh chán lắm. Phải mò qua mấy diễn đàn của gì của mấy anh chị khác cái gì chém gió cùng nó mới vui. Thì xôi đi quẩn lại cũng nói chung cũng mấy cái chuyện que với vẽ cứt đó thôi chứ cũng chẳng có gì mới. Đang ngồi giết thời gian để hơi là đợi mọi người lên diễn đàn cái cho chui vào bển đi chém gió tiếp. Thế ngồi mình anh buồn chết được. Tại vì đi chém mà hả có mấy thằng hả xổ lá gì đó chém nó mới vui chứ ngồi mà chém làm nhảm mình anh hơi cái chán ên rồi phải tuột xuống khổ vậy đó. Giờ này chưa thấy gận vào cho nên là chưa có ngồi chém, ngồi lảm nhảm một chút thôi. Sẵn tiện thì nói về cái chuyện mà mấy ngày qua trên mạng Facebook, mạng xã hội nói chung cũng như là mạng truyền thông rồi đó. Đang là
đề cập đến cái vấn đề đó là hả, thực phẩm bẩn và cái vụ là cà phê mà trộn pin đó cả nhà. Thì qua cái vụ việc trên thì chúng ta có cái nhận xét về cái đám là cần cần báo chí và cái bọn là hả đĩ bút. Một cái vụ việc mà lực lượng chức năng công an á, người ta chưa kịp gì, người ta chưa kịp xử lý điều tra gốc gác. Rồi chưa có là đưa ra bất kỳ cái gì cái mà hồ sơ vụ án coi như là điều tra để là đưa ra trước công luận đấy, nhưng mà mấy cái đám là bồi bút và bọn liều báo nó có thể là phán một câu sành rờn thay luôn cả gì cả điều tra viên của bên công an rằng là gì là cà phê bẩn. Cái chủ cà phê đó đó là sản xuất cà phê bẩn, đầu độc người tiêu dùng, bô lô ba la, nói chung là đủ thứ. Nhưng mà chúng ta xem lại coi cái vụ đó đó ở tại Đắk Lắk đó, cái bà đó đó bà đâu có sản xuất thì gian sai cà phê gì đó đâu, hoàn toàn đâu có đâu. Mấy cái bao bì đó, đó để đó trời ơi, vậy mà mấy cái thằng liều báo, mấy thằng đĩ bốt, trời ơi ta nói nha, nó viết nó giật gân lên nào là sản xuất cà phê trộn pin, nhưng mà nó viết mà nó nói một hơi chỉ thấy lòi những cái ngu ra mà ta bắt dò nó hết trơn. Mà mấy vấn đề đó thì hiện nay trên cộng đồng mạng người ta đã vạch mặt bọn nó rồi, nhưng cái mình cần nói ngày hôm nay đó là cái gì, đó là chúng ta cần phải xem xét và nhìn nhận là một số những cái báo, cả báo lớn chính thống và báo lá cải đó hiện nay đó. Các anh chị thấy không? Hết gì hết cái vụ là con ruồi ở trong cái chai là number one, rồi sau đó là đến gì nước mắm chứa chất hạch tính, rồi sau đó là gì sau đó là đến vụ nước tương chứa chất ung thư, rồi sau đó nữa là gì sau đó là đến mì rối, rồi sau đó nữa là gì là đến bột ngọt vân vân và vân vân. Rồi sau đó là gì nữa? Sau đó là đến là thịt heo. À, các anh chị còn nhớ chứ những vụ việc đó. Và tất nhiên khi mà những cái sự kiện như thịt mà heo, rồi thịt heo bơm nước, rồi thịt heo là trộn lắm màu lắm món, rồi nước mắm chứa chất gây ung thư, rồi nước tương ở lộn nước tương chứa chất gây ung thư, rồi nước mắm truyền thống là nhiễm gì thạch tính vân vân và vân vân. Thì các anh chị thấy rồi đó, cứ mỗi lần mà cái đám đĩ bút và bọn liều báo mà nó đưa ra một cái bài viết để nó đánh anh Hoàng, anh Hoàng Đặng lên phát livestream cùng với em hả? À vậy em mời anh Hoàng Đặng luôn. Rồi em mời anh đó anh Hoàng Đặng. Mỗi lần mà tụi nó mà đưa cái thông tin như vậy á, thì nó giết chết ai? Thứ nhất á, là chính những người nông dân, những người gì chăn nuôi heo, những người nông dân, những người sản xuất nước mắm, những người sản xuất nước tương. Đấy. Ủa, anh để cái màn hình ngang hả? Ai mỏi. Cứ mỗi lần mà những cái bọn liều báo này mà nó đưa cái vẫn đứng đi nó dễ hơn anh Hoàng Đặng. Như cái vụ mà thịt heo kỳ rồi đó, tất cả các anh chị cũng thấy đó. À, cái vụ mà tụi nó đưa ra thông tin nào là heo là trộn lỗ mồng lông móng bơm nước gì đó cũng làm người là chăn nuôi lao đao một thời gian. À, rồi cái vụ mà các anh chị nhớ cái vụ mà chuối mà nó nói là ngâm thuốc gì trừ sâu gì cho chín đẹp gì đó không các anh chị cũng em chào chị Phương Nguyễn rồi cũng làm người nông dân trồng chuối đó lao đao giá chuối rất thê thảm, ai chết? Người nông dân chết, còn bọn nào sung sướng? Chính là bọn bồi bút và cái đám liều báo mất dạy. Kết quả người nông dân điêu đứng rồi, chưa đâu còn nữa. Rồi tới cái vụ mà cà phê, ủa lộn, tới cái vụ mà sầu riêng á, các anh chị nhá, sầu riêng với mít á, mà nói là trộn quá chất gì ngâm tẩm chích chọt gì vô đó, chín ngọt. À, làm người trồng nông sản điêu đứng.
giá rất thê thảm, không ai mua à. Xem ra thì cái đám bỉ bút và bọn liều báo này nó tốt với người nông dân thiệt, quá tốt. Mỗi lần á, nông sản mà rớt giá, nhà nước phải phải lao đao tìm mọi cách là giúp đỡ để người nông dân có thể là bán được sản phẩm, đồng thời á, là sao có thể là có giá được cho người nông dân. Nhưng mà bọn liều báo và cái đám mất dạy đĩ bút thì nó rất tốt với người nông dân ở cái chỗ là gì, ở cái chỗ là nó giết người nông dân á, bằng chính gì, bằng chính cái ngòi bút của nó á. Trái cây nông sản thì nó là bơm, nó là hóa chất rồi tiêm tạp chất độc hại gì đó cho chín, cho đẹp, cho giòn, cho ngọt, cho ngon đó. Rồi mới đây tới cái cà phê thì sao, ví dụ cà phê đó này nó nói là cà phê trộn cà phê chất bẩn trộn pin, nhưng mà có ai mà sẵn ngu đến như vậy mà để sản xuất ra cà phê mà lấy ba cái lỗ pin nó mà trộn vô không? Vậy đó mà lại có một số kẻ không biết là, tôi thường hay nói nó là gì, nó có cái đầu nhưng mà nó để với cái lỗ hậu môn rồi, thấy cái gì mà giật gân mà view like cao cái lập tức nó nhảy vô, nó sệt, nó chia sẻ, nó cùng lên, nó phán là đúng rồi. Đó còn chưa kể là gì, chưa kể là cái đám mất dạy mà chuyên câu like, đếm like để gì, để kiếm cơm, cũng có đám mất dạy đó nữa, nó cũng tiếp tay với bọn gì, cái bọn đĩ bút và đám liều báo đó, chia sẻ những thông tin đó để bóp chết người nông dân. Nhưng mà chúng nó luôn mồm rào rú rằng đó là sao, vì nhân dân, vì đất nước, ghê lắm, đúng không? Vì nhân dân, vì đất nước mà tụi mày làm mấy cái trò hề đó đó, hay sao? Bởi vì á, nhờ có những cái lòng tốt, những cái comment, những cái share, những cái chia sẻ của tụi mày, cộng thêm á, là cái lũ 10 ngón mà ngu học á, có cái đầu, nhưng mà bỏ với cái lỗ hậu môn á, à, nó tiếp tay nó phán đúng rồi. Người nông dân trồng sản xuất ra nông sản toàn là chứa thứ độc hại không à, đừng mua đừng bán, tẩy chay đi à, để cho nhân dân chết đi, vâng, rồi sau đó những doanh nghiệp chết đi, vân vân. Như vậy thì chúng mày mới vui, mới hạ dạ, phải không? Bọn cào phím 10 ngón có cái đầu nhưng mà bỏ dứt lỗ hậu môn. Anh chúc cái gì anh Hoàng Đặng gửi yêu cầu đi em mà lên mình chém gió. Nói chung là chủ đề rộng mở mà. Em thì đang nói về cái vấn đề mà hả? À chào anh Bình Dương. Tôi nghĩ bà Loan chỉ là bán cà phê của nông dân ký gửi rồi đóng xác cà phê trộn đá chất vào kho thế chỗ để giữ uy tín, nhưng đá cần nhuộm màu cho khỏi lộ. Ok, thì theo như là một số tường thuật của các Facebooker là ở tại là nơi sự việc xảy ra đó, bạn Võ Nam Tiến, thì theo thông tin họ cho biết á, thật ra thì khi lực lượng chức năng ta đến kiểm tra thì chỉ thấy phát hiện một số cà phê đá cũng như là trên là cơ quan đó là chức năng đó, người ta đưa tin thông tin đó. Thật ra cà phê mà gọi là thành phẩm xay trộn chế biến đó, thật ra là không có khó đó. Nhưng mà bọn liều báo nó phán câu sinh gờn, nó thay thế luôn cái gì đội điều tra là của công an là đó là Đắk Lắk luôn. Nó là nó phán là đúng rồi, đó là cà phê gì trộn hóa chất trộn pin trong đó đó, đem bán ra thị trường mấy tấn luôn đó. Trời ơi, hiện nay trên mạng Facebook ta nói nghe, YouTube rồi đó, mấy đám câu like câu view kiếm cơm đó. Trời ơi, nó đang nó xào, nó nấu, nó chế biến. Mà ta nói nghe mẹ, hễ có những cái thông tin gì mà nó giật gân tăng like tăng view cái là rồi đó, là cái đám cào phím 10 ngón nó lập tức là nhảy vô chia sẻ sệt.
nó chế biến, nó xào, nó nấu đủ các kiểu, rất hay. Và những lúc người nông dân á, mà người ta điêu đứng vì giá nông sản rất thấp, sao lúc đó đó không thấy chúng nó năng nổ vào gì viết bài để gì, để câu like câu view giúp đỡ cho người nông dân, để giúp người nông dân qua cơn khốn khó khó khăn đấy, chúng nó có làm được hay không? Hay là những dịp như thế này nè, chúng nó viết bài xuyên tạc chế biến nói xấu bôi bát hàng nông sản, giết chết gì nông sản Việt Nam, giết chết người nông dân, đẩy họ vào cảnh khốn cùng. Mọi người hãy nghĩ xem, bọn bàn phiến này đã giúp được gì cho người dân hay chưa? Giúp được người nông dân chúng tôi hay chưa? Bản thân của chùm sò cũng là một người nông dân và đã thấu hiểu như thế nào để làm ra được cái một cái mặt hàng nông sản nó vất vả như thế nào, dãi nắng và mưa. Mỗi năm á, thì được mùa thì lại mất giá, năm được giá thì lại mất mùa. Giá trị nông sản người nông dân làm ra họ không thể quyết định được giá cả, mà giá cả lại do chính gì? Tư thương và thương lái quyết định. Các anh chị đã thấy đủ khổ chưa hả? Bọn liều báo mất dạy và đám cạo phím mười ngón, chúng mày cùng với cái lũ đĩ bút và bọn liều báo lá cải mất dạy đó tiếp tay chung sức để hại chết nông sản Việt, hại chết người nông dân, thì chúng mày mới hại hả dạ và hại lòng, có đúng vậy không? Cà phê nhân cho tới có 34k một tí thôi, thì cũng nhờ những cái bài báo, tưởng thì cũng nhờ bọn là gì, bọn liều báo, bọn đĩ bút và bọn cào phím câu like câu view trên mạng đó. Đấy, cũng nhờ bọn nó hiện nay đang gì, đang rất tích cực xào nấu chế biến xuyên tạc giật gân câu view đó để đếm đếm like đó. Đó, nó giúp đỡ người nông dân như vậy đó, đúng chưa? Còn nhớ cách đây không lâu chắc tất cả các anh chị và cô chú bác cũng đều nhớ về cái sự kiện đó là người nông dân trồng dưa à, mà bị gì, bị mất mùa, bán cái gì không ai mua à, rồi á không bán không ai mua, nó rẻ thúi, người nông dân điêu đứng lỗ lã, thì lúc đó đảng nhà nước chính quyền các cấp ban ngành đoàn thể bởi vì chung sức chung lòng giải cứu dưa, rồi hết dưa lại tới khoai, hết khoai rồi lại tới chuối, tất tần tật, ai ai đó làm đây, ai đó giúp đỡ người nông dân, ai? Tất cả cũng là do các ban ngành đoàn thể chính quyền đảng nhà nhà nước chung tay hỗ trợ giúp người nông dân. Còn trong khi đó những cái bộ phận mà những tên gọi là những cái tên yêu dân yêu nước, đúng không, những thằng á, đĩ bút, những đám liều báo mất dạy. Vậy anh Hoàng Đặng lên chém gió luôn đi anh Hoàng Đặng, mình chém gió một chút về vấn đề đó để mình gỡ cái bức xúc phản ứng với cái bọn liều báo mất dạy này. Chính cái lũ khốn nạn này chúng nó là chung sức đồng lòng với bọn gì, bọn phá hoại để hại chết người nông dân chúng ta, làm chết đi cái giá trị nông sản là hả của Việt Nam của chúng ta trên trường thế giới. Hiện nay những cái thông tin mà bọn gì bọn mất dạy câu like điểm điểm view này nó đăng lên đó, thì hiện nay ở nước ngoài á, người ta đang có những cái nhìn đó, nói chung không có mấy thiện cảm gì đối với hàng nông sản của chúng ta nữa. Hiện nay á, người nông dân chúng ta đứng trước muôn vàn cái khó khăn. Con cá cha ở tại An Giang á, là của chùm sò đây thôi, ngày trước nó là gì, thống lĩnh nó là ở miền Tây, ngày nay xuất khẩu sang các nước châu Âu, Mỹ thì bị gì, bị đánh thuế bán phá giá à, người nông dân điêu đứng phá sản. Những lúc như vậy đó ai, sao không thấy bọn gì bọn liều báo
mất dạy cái đám đỉ bút đó đó, rồi cộng thêm cái đám 10 ngón cầu phím điểm like câu view trên đó, mạng xã hội đó. Tại sao những lúc như vậy đó không thấy chúng nó đó làm những gì để giúp đỡ người nông dân chưa? Hay là chúng nó chực chờ nhăm nhe những cái gì giật gân câu like câu view được thì chúng nó vừa nhảy vô, chúng nó đăng, chúng nó viết để gì? Để nhằm mục đích là hả giết chết luôn là cái hàng mặt hàng nông sản của người Việt của chúng ta, đẩy người nông dân đến bến nó gì tận cùng của là hả thiệt hại nặng nề thì chúng nó mới vừa lòng. Thì qua đây chúng ta cũng càng nhìn nhận và hãy hiểu rõ hơn cái bản chất khốn nạn bị ổi vô liêm sỉ của bọn gì, bọn đĩ bút này và cái bọn gì, cái bọn anh hùng bàn phím 10 ngón, cái bọn mà suốt ngày nắng bề nào thì chúng nó che bề đó, gió bên nào thì chúng nó nghiêng về phía bên đó. Và đây cũng chính là những kẻ thường xuyên hay chửi bới gạo gú, chửi bới chính quyền rất hăng. Tôi đóng thuế cho nhà nước các kiểu đó, cũng chính bọn này đó. Mồm lúc nói chúng nào cũng nói ra những câu rất là mỹ miều, yêu nước thương dân không? Nhưng mà thấy tụi nó chỉ vào hồ với đám bá dơ đám bồi bút đó. Để gì? Để hại chết hả hàng nông sản của người Việt của chúng ta mà thôi, chứ chẳng thấy chúng nó làm được những cái việc gì mà gọi là giúp đỡ cho người đó gì, người nông dân Việt Nam của chúng ta cả. Cả nhà xem đi, từ hết cái vụ nước mắm nước tương rồi trái chuối trái dưa củ khoai trái sầu riêng con cá con tôm, bây giờ là gì, đến là trái cà phê đó. Chúng ta hãy nhìn rõ bản chất cái bản mặt của một số tên anh hùng cào phím dân chủ Facebook và cái đám gì, cái đám đỉ bút liều báo mất dạy đó. Chúng ta hãy xem kỹ đi. Xem là chúng nó có làm được gì chưa? Có làm được những gì cho dân cho nước chưa? Hãy tự xét hỏi là cái đáy lòng của họ xem. Của những tên cào phím đó, đó xem. Chúng nó đã làm được những gì cho dân cho nước rồi? Giỏi đi phá hoại, phá làng, phá xóm là hay. Ngoài ra chẳng làm được nên trò chống tích sự gì hết. Ngồi chờ đám que càng vô mà sao không thấy tụi nó vô chửi lộn cho nó vui ta. Ngồi mình nói hơi khang tiếng. Rồi, kết thúc livestream tại đây thôi, đi qua từ nhà người khác chém gió chơi cho nó vui. Chào cả nhà, chào mọi người.